chào quý vị và các em đang theo dõi chương trình Măng Non của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Phòng. Một tuần trôi qua thật nhanh, hôm nay đã đến những ngày nghỉ cuối tuần rồi. Và tuần này thì chị Thiên Trang sẽ mời các em cùng đến với những điệu nhảy vô cùng sôi động và hiện đại với các bạn nhỏ tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng nhé. Vượt qua góc tối mắt trời đang lên, có những lời thì có cả lời tình, có những lời yêu thế là lời nhiều, ta không cần khoe không cần nhiều lời, thôi không cần kể tới cái chiều. Giảm cái nghề này 10 ngày, dài cứ như là 10 năm. Tôi sinh ra là người Tây, nhưng họ nói rằng tôi là người Chăm. Chăm vợ, chăm con, chăm làm, 100% mỗi khi nâng chén. Chăm on cho vài trăm ngàn anh em, lâu lâu lại nghe tôi chém. Không ồn ào và không ầm ĩ, dân đồng Lào nhưng mà sống giờ Mỹ. Miễn là được chơi cùng huynh đệ thì thôi, nó cứ phải gọi là hợp lý. Music game, mình on the mic, điều tôi muốn nói không có gì đâu, chỉ có tình yêu dành cho độ tộc và khóa hết mồm mấy thằng trẻ châu. Ok. Hunter Entertainment.